Em bà xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì vừa nãy em có đọc cái thông tin về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội ở Khương Hạ là rất là gần với cái đường mà em đi làm ấy chị. Thực sự rất là thương tâm và số lượng người chết bây giờ cũng lên tới vài chục người rồi. Thì đúng là số phận con người không biết là ngày mai, ngày mốt như thế nào cả. Thì chúng ta làm sao mà cố gắng sống hết mình ngày hôm nay như là ngày cuối cùng vậy thôi. Biết đến đâu thì hay đến đó, còn bây giờ cũng khó thật. Chỉ có trong tất cả mọi việc thì chỉ có sống chết sinh tử là chuyện lớn thôi. Còn lại đầu tư chứng khoán nên chị thấy thị trường ngày tăng ngày giảm. Đây mới hôm ông Joe Biden đến thì thị trường hào hứng kéo lên tăng xong cuối cùng nó lại đạp mạnh. Hôm sau nó lại kéo tăng trở lại. Và hôm nay buổi sáng kéo tăng và buổi chiều lại đạp cho túi bụi. Đấy thì thành ra thị trường nó vận động như vậy. Nó rất là khó đoán. Rồi chúng ta cũng không nên đoán bởi vì việc đoán nó khiến cho anh chị nhà đầu tư bị phụ thuộc và tâm lý của mình nó sẽ không ổn định. Tốt nhất là anh chị nhà đầu tư cứ để cho thị trường nó phản ứng, nó chạy đi rồi chúng ta sẽ đưa ra hành động. Em nghĩ là đấy là cái phương pháp giao dịch chuẩn và nó mang hiệu quả cao trong dài hạn. Chứ còn anh chị đoán thì chỉ được lần một lần hai thôi chứ không phải là lúc nào cũng đoán chuẩn được. Thì tại vì sao giai đoạn này thị trường nó lại đánh khó như vậy? Thì anh chị thấy rằng đâu đấy chúng ta có một cái vùng tỷ đô bên này là cái vùng mà em nhắc anh chị rất là nhiều lần rồi. Thì tương ứng bên này nó cũng phải cân bằng lại anh chị. Anh chị hình dung ra rằng là những nhà đầu tư người ta bắt từ dưới thì người ta lãi quá nhiều rồi. Thì bây giờ nó sẽ có áp lực của những nhà đầu tư đó. Thì phụ thuộc vào dòng tiền. Nếu như mà dòng tiền khỏe, dòng tiền mạnh thì thị trường nó sẽ có cửa, nó vượt được và nó lên tiếp. Còn trong trường hợp mà thị trường nó bị suy yếu sức mạnh đi hoặc là tâm lý nhà đầu tư bị hoảng loạn thì thị trường nó sẽ rơi xuống. Anh chị hiểu không? Bây giờ ấy, một người nào đấy bảo tăng thì anh chị cũng rất là vui, nhưng mà một người nào bảo giảm thì anh chị đều có thể cảm thấy là hơi tiêu cực. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất đấy là tài khoản của anh chị thôi. Bây giờ nếu như anh chị đã có những cái khoản lợi nhuận rồi nhá thì bắt buộc anh chị đầu tư phải đặt cái điểm chặn lãi cho em. Ví dụ như với cổ phiếu DIG bây giờ lãi còn 5% thôi thì anh chị chỉ chấp nhận là khi nào giảm lãi về tầm 2% hoặc là 3% thì anh chị sẽ bán. Ít nhất là tôi lãi và tôi thu hồi vốn đã trong ngắn hạn nhé. Chứ còn em không nói là những cái điểm mua dài hạn thì anh chị đầu tư bây giờ có lãi dày thì không nói với trường khoán dài hạn rồi. Bởi vì anh chị hình dung rằng là trong một cái xu hướng đi lên, trong một cái uptrend, thị trường nó vẫn luôn luôn có những cái nhịp điều chỉnh. Thế nhưng mà anh chị chỉ cần sai điểm, sai phân bổ vốn một cái ấy, là dính cái nhịp điều chỉnh tầm cỡ 15% này là mình không chịu được nhiệt đâu. Thế nên là mua ngắn hạn cũng như là sát thị trường ấy, thì em đang cố gắng làm sao để đưa cho anh chị cái kịch bản là nó phù hợp với tài khoản của mình nhất. Thì đó cũng chính là một trong những cái lý do mà hôm vừa rồi em đã khuyến nghị anh chị đầu tư là hạ tỷ trọng của dòng bất động sản đi. Tức là mình giai đoạn này ấy, mình đã thấy rằng dòng bất động sản nó chạy quá xa rồi, cho nên là bây giờ tham gia thị trường thì mình chỉ có đặt cược vào một cái dòng, đấy là dòng chứng khoán. Ngoài ra thì hôm đầu tuần em cũng có nhắc với anh chị nhà đầu tư đấy, một dòng mà rất là quan trọng, đấy là dòng nhóm ngành lead vẫn là chứng khoán này, bất động sản, bán lẻ, đầu tư công, anh chị cứ giữ chặt và chờ mua thêm. Thì trong 4 phiên tới có khả năng điều chỉnh bất cứ ngày nào, chưa phải phân phối hay sập mạnh. Đấy anh chị hình dung à, tức là nó không phải phân phối hay sập mạnh nhưng mà nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh sốc đấy, anh chị không chủ quan được đâu. Và với những tín hiệu như ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là chúng ta đầu tuần ấy thì thấy là các cổ phiếu giải ngân, một số cổ phiếu đầu tư công ấy, thì rất là tiềm năng đúng không? Thì bây giờ đầu tư công nó cũng chạy rồi, khuyến nghị tới anh chị một số mã như là LCG này, KSB này, HHV cũng được. Đấy, nói chung là anh chị nắm cổ phiếu nào cũng có lãi hết thôi. Thế nhưng mà hôm nay khi tín hiệu như này cộng với lại một thông tin mà em muốn chia sẻ với anh chị nó cũng rất là đáng chú ý ấy. Đấy là cái việc kết nối dữ liệu giữa các công ty chứng khoán với lại sở giao dịch nó đang bị có vấn đề, đặc biệt là lỗi về hiển thị nữa. Thì những cái điều này anh chị thấy ngay trong hôm nay thôi nó đã có những cái sự hoảng loạn nhất định rồi. Và đặc biệt là trong thời gian tới đây, nếu như mà tình trạng đơ lác này ấy, nó tiếp tục diễn ra thì khi mà bán nó sẽ xảy ra bán hoảng loạn. Anh chị nhớ giúp em nhé. Đấy là khi mà xảy ra hoảng loạn ấy là có khi không khớp mua, không khớp bán được và cổ phiếu bị sàn rất là nhanh. Thế nên là cái kịch bản này anh chị cũng phải chủ động. Em mới nói với anh chị nhà đầu tư đấy là mình thu hẹp quy mô vốn lại một chút. Bây giờ anh chị mà gia tăng nguồn vốn thì rồi cái khoản lợi nhuận anh chị kiếm được cũng nhiều hơn, nhưng mà nếu mà chỉ cần gia tăng sai thời điểm cái là em thấy là nguy hiểm ấy anh chị nha.
Bây giờ thị trường nó chưa xác nhận điều gì thì anh chị cứ phải bình tĩnh thôi. Phiên kéo tăng, phiên giảm như này là những cái biến động lỏng và những biến động nguy hiểm rồi. Đặc biệt hôm nay trong phiên thì đâu đấy anh chị nhà đầu tư thấy có cổ phiếu Novaland đúng không? Thì Novaland bây giờ hôm nay nó có giá gần sàn, là nó về cái hỗ trợ vùng giá 19.7, 19.8 này. Là nhiều khi anh chị nghĩ rằng là nó không bao giờ nó về lại nữa. Thế nhưng mà ấy, quá trình lên thì lâu nhưng mà giảm thì rất là nhanh. Nên anh chị có yêu thích cổ phiếu nào anh chị cũng bình tĩnh. Anh chị gọi là cứ chờ đi, nó sẽ có những cái điểm mua về hỗ trợ cho anh chị. Kể cả những cái giai đoạn này tăng mạnh như thế nhưng nó chỉnh cái này về ngay những cái vùng hỗ trợ để cho anh chị mua rồi. Anh chị sợ gì đâu. Và hơn nữa là nó mới trong cái nhịp kéo thứ nhất điều chỉnh thì cái nhịp thứ hai này mình còn dám bắt, nhưng mà khi mà nó điều chỉnh cái nhịp thứ ba này thì hôm nay với việc cổ phiếu Novaland giảm sàn như này thì em cũng không khuyến nghị tới anh chị nhà đầu tư bắt sàn nữa, bởi vì nó đang có những cái dấu hiệu của cổ phiếu bị biến động lỏng và sau đấy nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để nó cân bằng và nó đi lên lại. Đặc biệt là khả năng là nó đang có những cái thông tin tiêu cực khiến cho đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn anh chị nhé. Còn xu hướng dài hạn anh chị nắm được tầm vài tháng, 2-3 tháng nữa thì chắc là Novaland nó vẫn lên được vùng giá 3x thôi. Đấy, cái đấy thì tùy anh chị nhà đầu tư cân nhắc và xem cái mức lợi nhuận của mình như thế nào nhá. Với những anh chị mua điểm đầu tiên tại vùng giá 14 này thì bây giờ anh chị đang có lợi nhuận rất là lớn. Anh chị đâu đấy đến xem lại mua trong tháng 7 Novaland mà mua giá 14 thì bây giờ anh chị đang có khoản lợi nhuận là 34%. Còn anh chị nào mà mua cái ngày 22 tháng 8 đến bây giờ là giá 17 thì anh chị lãi 15%. Đấy là sau phiên giảm hôm nay rồi. Thì hai cái khoản lợi nhuận này nó hoàn toàn khác nhau. Một người lãi 30%, một người lãi 15%. Vị thế và tâm thế của người ta cũng khác nhau. Cho nên là anh chị trong ngắn hạn là anh chị cẩn trọng nhé. Đấy. Và video này thì em không tiêu cực cũng không quá tích cực. Anh chị cần phải nhìn nhận vào thị trường. Đâu đấy cái thông tin về số lượng cổ đông lớn đăng ký bán ra. Đây anh chị nhìn nha. Cổ đông lớn đăng ký bán ra lần lượt ở một số cổ phiếu như là Hoa Sen, Đất Xanh, Đích, BND này là liên tục xuất hiện và xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Thì nó thể hiện một điều rằng là tay to người ta đã mua từ cuối năm 2022 và đầu năm nay rồi. Đến bây giờ họ lãi rất là lớn, ít nhất là nhân đôi tài khoản. Cho nên là các cái vùng mua volume lớn ở hiện tại này, anh chị đoán là ai? Anh chị nhìn là ai ạ? Chỉ có là nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư mới thôi. Thì bây giờ đặc điểm của nhà đầu tư mới tức là lúc mua thì cũng rất máu nhưng mà lúc bán thì cũng rất là hoảng loạn. Thành ra là chúng ta cũng cần phải tách biệt với đám đông một chút xíu anh chị nhá. Bây giờ mà đang tăng mạnh như thế đúng không? Mà bảo anh chị nhà đầu tư là có khả năng giảm thì anh chị cảm thấy là không tin, nhưng mà đến lúc nó giảm thật ấy thì lại giảm rất là nhanh. Và nếu như anh chị nhìn lại thì có phải là cái thời điểm mà VN Index giảm từ 1.500 điểm về 1.000 này đã chạm đến mức suy thoái kinh tế hơn 30%. Cuối chu kỳ giảm bao giờ cũng là cơ hội cho nhà đầu tư còn trụ lại được. Xét về mặt cơ hội em đánh giá lúc này ngon ngang Covid, anh chị tham gia này, chuẩn bị nguồn lực để mua này. Giống với các lãnh đạo doanh nghiệp cũng công bố thông tin đăng ký mua giai đoạn này khá nhiều, tức là cái giai đoạn đấy là 1.000 điểm, anh chị thấy không? Và đến bây giờ là tầm 8 tháng trôi qua rồi, thời gian rất là nhanh và người ta chốt lãi rất là lớn. Đâu đấy anh chị thấy ngày xưa mua DIG có 18.000 này, mua DBC giá có 15,8 đồng. Đấy nó 15,8.000 này mà DBC bây giờ nó lên 26-30 rồi. Nên là cái việc mà khối ngoại và tự doanh người ta bán dòng dòng dã như này anh chị thấy, anh chị tin vào cái việc đấy là bây giờ chỉ có nhà đầu tư cá nhân là mua chưa? Thành ra là việc mà cổ phiếu nó tăng đến bao giờ thì nó sẽ phụ thuộc vào dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đấy. Chủ yếu là dòng tiền cá nhân thôi. Không có nhà tổ chức nào mua ở ngay cái vùng cao này đâu anh chị. Nó phải cho rũ bỏ thêm một tí nữa thì nó mới chạy. Ví dụ như những cổ phiếu dòng đầu tư công LCG quý nghị tới anh chị nhà đầu tư thì rất là tốt đúng không? Từ những cái vùng mà nó còn ở cái giao găm ở dưới này là đã khuyến nghị anh chị là mua vào để nó vượt đỉnh này. Thì khả năng là dòng đầu tư công nó vẫn sẽ sáng giá trong cái thời gian tới, bởi vì giai đoạn trước này nó có một cái nền khá là dài rồi, thì bây giờ nó rũ xong nó quay trở lại. Nó khác với lại đặc điểm của những cổ phiếu dòng bất động sản anh chị nhìn nhá. Ví dụ như là DXG chẳng hạn, dòng bất động sản giai đoạn trước nó chạy một mạch như này, nó chưa có cái thời gian nào cân bằng lại. Cho nên là bây giờ em khuyến nghị anh chị rồi đấy, là anh chị không nên gia tăng quá nhiều vào bất động sản ngay tại thời điểm này trong ngắn hạn.
nó sẽ mất thời gian và mình bị chôn vốn một chút. Thì anh chị tham gia vào những cái dòng mà nó đã có một cái thời gian đi ngang trước đấy rồi thì bây giờ nó chạy nó sẽ dễ dàng hơn. Các cổ phiếu ví dụ như là PDR này, khuyến nghị tới anh chị